Dạ. Cái xíu nó mặt xanh đâu con. Xíu nó mặt xanh rồi đâu. Trời ơi, con bầu ở đâu vô đây đây? Hả? Vừa mới về tới luôn đó con bầu. Mới vừa bước chân vô nhà luôn. Hello. Tại vì đến giờ chị Lai ở trên máy bay hết một ngày rồi. Rồi trước ngày đó là không có like nữa, cho nên bây giờ về là ngay cái giờ tầm like luôn là phải like với mọi người. Đây. Hello con Mộc Mi, hello tất cả các tình yêu của Út nha. Hello Bảo Ngọc, Nhi Nhi, Lưu Tiết Loan, Trà Đào, Khủng Long. Hello Cẩm Thúy, Thanh Tuyền, Lưu Tiết Loan nè, Nguyễn Lâm Linh, Bé Thảo. Rồi, hello. Trời ơi mệt cả nhà, giờ này là bắt đầu buồn ngủ, rất rất ư là buồn ngủ luôn. Trời ơi động trời mọi người ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời em luôn. Tại mọi người biết động trời vụ gì không? Quá xá động trời rồi hả? Mọi người biết động trời chuyện gì không? Mỗi lần em ghi cái gì cái mọi người cứ cha mà này cha mà nọ à, gầu ghê vậy á. Em nói động về nhà vừa bước chân vô nhà luôn mà mọi người biết động trời á là như thế này. Lần đầu tiên trong cuộc đời em luôn. Em đi nước ngoài là không biết bao nhiêu trận rồi đó cả nhà. Mà lần đầu tiên em bước về với một tờ giấy. Tất cả các hành lý của em không có một cái nào về với em hết á. Quá trời đất rồi. Lần đầu tiên luôn. Lạc thất lạc hết tất cả hành lý luôn cả nhà. Về mình không. Hello chị Cần Tươi. Trong đó có hàng của tất cả mọi người luôn. Gớt nước mắt. Trời ơi, bây giờ là nói là dạ em không có gửi đi nước ngoài được chị Hồ Kim Anh ơi. Bây giờ ở bên hải quan bên ngoài sân bay á, người ta nói là chắc có thể là thất lạc là chuyến sau, hoặc là tối nay, hoặc là ngày mai. Mà lần đầu tiên trong cuộc đời, tại vì cả nhà cũng biết là Tinh đó, thì Tinh không có Tinh thời gian gần đây thì tại vì bay xa cho nên là Tinh không có đi economy. Dạ Tinh đi cái hàng cao á, mà không nghĩ là tất cả hành lý của mình bị thất lạc hết. Coi như là Tinh về là rất nhiều vali luôn, mà bao nhiêu cái vali là lạc hết, không có được một cái vali mà để mà đem về mà cho có với gia đình luôn. Rớt xuống mắt không tin được cái điều này xảy ra luôn. Đúng là động trời cả nhà. Bây giờ là không biết hành lý của mình trôi dạt ở đâu rồi, nó nằm ở đâu nữa. Ở ngoài đó người ta nói là mình cứ đi về đi rồi người ta sẽ báo lại. Trời ơi, mọi người có ai đã từng bị như vậy chưa? Chứ từ xưa giờ em đi, thí dụ em lạc một cái hành lý đi, em cũng còn lại 2-3 cái. Lần đầu tiên mà cuộc đời em là em lạc hết, không có một cái nào về với em luôn.
quá trời đất rồi, động trời. Dạ chị cần tôi, mình biết là như vậy, nhưng mà tại vì cái mà mình mắc cười á là tại vì hầu như là ví dụ nhiều khi người nhà của chị cần tôi đi đi hai vali hay là ba vali nó sẽ lạc một cái hoặc là hai cái, đằng này lạc hết. Dạ K1 K2 bữa nay là em sale là 1,5 triệu. Dạ bây giờ mà chị đặt hàng thì 3 ngày là sẽ tới Đồng Nai. Dạ thì bây giờ trong cái đống vali của em á thì nó sẽ có cái hộp mà mọi người đang chờ đợi, đó là cái hộp mà dưỡng nhan Elizabeth á. Cái đó là nó là từng viên vậy nè cả nhà. Đó thì em chốt cho cả nhà luôn nha. Đó bữa nay em chơi game với mọi người đi. Hôm nay em chơi game với mọi người luôn. Ai muốn thì có. Em chỉ có đúng 100 hộp thôi. Nhưng mà em hy vọng là tối nay hoặc là chiều nay là vali của em nó đã về tới rồi. Đó. Dạ không, không có ở Việt Nam à, Nguyễn Thế Bình ơi. Hiện tại bây giờ là hình như là không có về trong cái chuyến bay của Tinh, mà hình như là về chuyến sau á thì phải. Chắc về theo chuyến sau á. Dạ. Cái đó là một cái hộp giống như vậy nè cả nhà. Bữa nay em chơi game với mọi người nha. Ai chụp trước có trước, đây là ưu tiên cho những người mà không nhìn thấy nó luôn. Em có chụp hình em có chụp hình trên trang Bella Shop rồi đó. Thì á, cái hộp của nó như vậy nè, mà nó có một cái nắp trong và trong đó của nó là 90 viên. Và cả nhà biết đây là một cái viên nha, mà khi mà mọi người thoa vào trong mọc của mọi người á, cái độ căng bóng của nó là em phải nói với mọi người là siêu đỉnh luôn. Độ căng bóng của nó, và hầu như là khi mà thoa vô trong da mặt của mình, mặt của mình nó sáng bừng lên liền cả nhà, bốc tông lên liền luôn. Và đặc biệt là xóa nếp nhăn và cải thiện độ mà phải nói là lão quá kinh hồn. Đây là đó, em nói với chị cần tươi nha, bữa nay em chơi game với mọi người, em chỉ có 100 cái hộp đó thôi. Mỗi ngày mấy chị sẽ lấy từng viên ra, mấy chị cắt ra, mấy chị thoa đều cái mặt của mình. Mà em nói thiệt, 2-3 người ngày mấy chị thoa một viên. Tinh ơi, chị mua quá trời kem của em rồi. Giờ chị muốn mua K1, K2 mà sao em không giảm 1 triệu? Trời ơi, em đó nói em về Việt Nam là em đâu có giảm được nữa. Hương ơi là Hương. Nguyễn Thị Kim Hương, em về tới Việt Nam là em đâu có giảm nữa. Bây giờ các chị chơi game với em. Nếu ai chốt cái hộp Elizabeth đó, em cho mấy chị chốt. Dạ, chiều nay hoặc tối nay là hành lý em về tới là có hàng. Chỉ còn 98 hộp thôi hả? Đúng rồi. Chị xếp lấy hai hộp, còn 98 hộp em chốt cho mọi người. Và cái của hộp đó của em là 1,2 triệu đó. Nếu hiện tại em có hàng ở đây là 1,2 triệu, bây giờ em chưa có, nó nằm ở bên vali của em. Ai chốt M7 em chốt cho 950 trong live stream này. Em nói cái hũ đó nha mấy chị, mà cầm một cái toàn trên thế giới chỉ có Canada mới có. Dạ đúng rồi chị Kim Thùy, khi mà mình vừa xài M2 thì bắt đầu là nó sẽ sạm xuống, nó bung cái nám lên trên mặt mình, xong rồi nó sẽ bắt đầu nó trắng lên, nó lấy nám. Mọi người nhanh tay chốt, về Việt Nam lạc còn đỡ hơn trước, con của cô đi Mỹ lạc, ai chà, ở Mỹ lạc mới căng á, con là lạc tại Việt Nam. Nhưng mà chắc nội trong chiều nay hoặc là tối nay thôi là chắc chắn là phải có về cho con rồi, tại vì là không thể nào mà giam lâu được đâu. Đó. Cho nên là hôm nay cho mọi người chơi game nha. Ai chốt trước thì có trước cái M7 này 98 hộp. Em chỉ có đúng 98 hộp, không có hộp 98,5 luôn. Dạ đây là chất dưỡng nhan nha mọi người, Elizabeth. Và nó được chiết xuất cái chất này, khi mà đưa vô là em nói với cả nhà là độ căng bóng của nó là sắc nét, không có gì để nói luôn. Mọi người cứ nhìn cái mặt em. Dạ em đi qua bên đó là em xài, mỗi ngày là xài một viên đó không. Mà mặt em từ Việt Nam qua nó không bị khô da nha, nó sáng trắng da. Mà nó mướt, nó mịn cái da của mình lên, đặc biệt nó xóa nhăn và nó cơ cấu lại cái da của mình trẻ quá vô cùng luôn. Cái đó là gốc xuất xứ của nó là Italia luôn nha mọi người. Rất là hiếm, chỉ có Canada mới có thôi. Dạ em chốt M7 nha. Rồi ai chốt comment em để giá 950. Dạ còn nếu như mà em mà có cầm cái hàng trong tay rồi là 1,2 triệu nha mọi người nha. Dạ rồi em chốt cho chị Hồ Kim Anh một cái M7 nè. Cho em số điện thoại nha. Chị Lê Bạch Yến một cái M7 nè. Dạ dạ chị Phương Linh một cái M7 nè. Dạ chị Gia Bảo một cái M7 nè. Dạ chị Hiền Bùi một cái M7 nè. Nội trong ngày hôm nay là vali em phải về tới đây.
nội trong ngày hôm nay. Mà tại vì em ý y chứ đáng lý ra là trong cái vali sách tay của em sẽ có một hộp, nhưng mà tại vì là em ý em bỏ vào trong đó luôn. Cả nhà mấy ông chị Hoa Sơn là lấy M7 dạ. Các chị phải cho số điện thoại nha. Tại vì khi cái này mà đưa ra rồi là khách người ta chụp hết là mình sẽ không có cơ hội chụp. Tại vì em không còn hàng nữa đâu. Coi như là ở bên đó có bao nhiêu là em gom hết á. Chị Phương Thảo Nguyên lấy M7 dạ. K1, K2 1,5 triệu mọi người ơi. Chị ơi, da mặt em xài nám với K1, K2 nay trắng sáng mịn luôn. Trời, em xài cái M7 đi, lăm chút M7 liền. Nó là một cái hộp dạ chất dưỡng nhan Elizabeth mà tin có đăng, chị có đăng trên trang Bella Shop của chị đó. Hôm nay là chị đem về nè, mà tại vì bây giờ chị đang bị lạc hành lý rồi. Nội trưa hay chiều nay là hàng sẽ về tới nha. Chị Thoa xong cho số điện thoại rồi, chị Hiền Bùi cho số điện thoại rồi, chị Du Chen Chen lấy M7. M7 là cái hộp. Dạ chị Tư Trần, em xài cái viên dưỡng nhan đó chỉ có 7 ngày thôi mà da mặt em như vậy nè. Trời ơi, cái viên dưỡng nhan đó xài da đẹp kinh hồn luôn các chị. Một viên nó em nói thật bằng cả tháng mấy chị xài kem. Thoa vô mặt một cái mấy chị biết hả, nó mướt mà nó mịn cái da mình mà nó căng cái da dạ. Nếu ra like, em đã nói mà không cần ra like nữa, em có cái hộp đó trong tay 1,2 triệu, 1,1 triệu em cũng không bán. Em đang chơi game với mọi người, trong người em không có gì nè. Ai chốt M7 dạ 950, 90 viên nha, 90 viên nang. Dạ nó là 90 viên, một ngày là cắt ra một viên, mà mấy chị 2-3 ngày hãy xài một lần, không cần mỗi ngày mỗi xài. Em nói đã lắm. Chị Kim Hân lấy M7 dạ, chị Lưu Lê lấy M7 dạ. Acview là trị cảm nè chị, ho nè, sổ mũi nè, nhức mình nè, nhức mẩy nè, nhức răng nè, đau bụng, cái gì cũng uống được Acview hết. Chị Hà Trương lấy M7 và em chỉ chốt 98 thôi nha mấy chị nha. Chị Hoàng Long lấy M7, bữa nay mấy chị không chốt kịp là mấy chị không bao giờ có. Em danh dự đã lắm mấy chị ơi, mà chỉ có Canada mới có thôi. Chị Anh Nguyên lấy M7 dạ, nó hỗ trợ luôn cả nám nè. Em nói mấy chị, những cái người mà bên Canada người ta thường xuyên bị tàn nhang á, dạ tàn nhang đứng đâu người ta xài mà bay luôn tàn nhang luôn đó mấy chị, đã lắm. Chị Đỗ Liễu Thu đó đó đó, chị Phước Nguyên ơi, viên Elizabeth chút liền đi chị. Dạ nó về tới rồi, nhưng mà hành lý em đang bị thất lạc. Động trời lắm chị, hành lý em đang bị thất lạc. Mọi người chốt viên Elizabeth liền nha, chỉ có 98, em chốt đúng số lượng nha. Chị Quỳnh Thị Kim Liên lấy M7 dạ, chị Đỗ Liên Thu lấy M7 dạ, chị Pháp Võ Tân lấy M7 dạ, chị Cherry Lê M7 dạ, chị Nguyễn Bảo An M7 dạ, chị Chi Đoàn M7 dạ, chị Quỳnh Hoa M7 dạ, chị Kim Quỳnh Lê M7 dạ. Hello con gái, mẹ về rồi. Chị Phước Nguyên M7 dạ, chị Thanh Thanh M7 dạ, chị Cherry Ngọc M7 dạ, chị Ngọc Khanh Lê M7 dạ, chị Mimi M7 dạ, chị Ngọc Trân M7 dạ. Chị Hai ơi, lạc hết 3 cái vali, không có cái nào ở nhà nhìn về hết. Lạc hết 3 cái vali luôn chị Hai. Bây giờ là em đang chờ là chắc có một là nó đi theo chuyến bay sau là trưa về, hoặc là chiều hoặc là tối. 3 cái lạc hết 3 cái luôn chị Hai, không có cái nào về hết. Chị Phương Thảo Nguyên lấy M7 dạ, chị Mỹ Nghi lấy M7 dạ, chị Đỗ Bi lấy M7 dạ, chị Quanh Lùn lấy M7 dạ. Dạ thời hạn của nó là vô đối luôn á chị. Dạ có những người người ta để 6-7 năm luôn á chị Trâm Lê. Mà cái này là chị Trâm Lê biết chỉ có Canada mới có thôi. Chị Cúc Lam lấy M7 dạ. Chị Nguyễn Quyền M7 dạ. Cái gì dè yeah. Chị Thanh Thanh M7 dạ. Cái gì dè yeah. Bảo Ngọc. Chị Nguyễn Thị Hạ M7 dạ. Chị Thúy Hằng M7 dạ. Trời ơi. Dạ đúng rồi chị Hai. Ai cũng nói với em là chuyến bay sau là buổi trưa về á, hoặc là buổi chiều về là hàng mình sẽ về, là người ta sẽ gọi thì mình sẽ ra sân bay mình lấy 3 cái vali về. Cho nên em đang chơi game với các khách là chốt luôn cái M7 luôn. Dạ, chị Nguyễn Loan lấy M7 dạ, tất cả các khách mới là cho em xin số điện thoại nha. Chị Hồ Kim Anh lấy bộ K1, K2 dạ, chị Trâm Lê lấy 2 hộp M7 luôn dạ, chị Chi Bích lấy M7 dạ, chị Tăng Tuyết lấy M7 dạ. Thật sự mà em nói nha, đáng lý hôm nay là em chỉ cho các chị chốt mỗi người một cái M7 thôi. Tại vì cái M7 này là em chỉ có 98 hộp. Mà các chị biết là về một cái rồi, em nói ai mà không chốt cái này là em nói là các chị sẽ rất là phải nói là buồn và rất là khó chịu luôn. Tại vì cơ bản cái này nó dạ mình để trong tủ lạnh cũng được, mình để ở ngoài cũng được. Em bao 6 năm cho mấy chị luôn. Dạ, chị Uyên Tô lấy M7 dạ, chị Huy Hoàng lấy M7 dạ. Các chị phải có số điện thoại nha. Tại vì nếu mà khi mà bắt đầu hàng mà về mà khách người ta đặt á, mà nếu mà mình không có số điện thoại thì mình sẽ bị mất quyền lợi. Dạ đúng là chị Phương Linh, nó nằm trong một cái viên nang vậy nè chị. Dạ xong rồi mình cắt ra, mình xịt cái chất đó lên mặt mình thoa liền chị. Nó là viên Elizabeth, dạ viên mà dưỡng nhan á, cho nên là cái da rất là đẹp. Dạ chị Nguyên Tạ M7 dạ. Rồi chị TV, cái M7 là cái viên dưỡng nhan mà Tinh đưa trên live. Lấy cái hình cho chị coi. Lấy cái hình mà cho Út. Chị Đinh Sữa Bò, em đưa cái hình cho mọi người coi nha. Chị Đinh Sữa Bò lấy M7 dạ, chị Pháp Võ Tân M7 dạ, chị Lê Thắm M7 dạ, chị Nguyên Tôn M7 dạ. Thoa buổi nào cũng được chị Thịnh Lê, mà em nghĩ là thoa buổi tối hoặc là buổi sáng là đã nhất. Chị Anh Lam lấy M7 dạ.
Và thuốc mọc tóc em có đem về, để em chút nha. Chị Huy Hoàng lấy M7 dạ, chị Linh sữa bò lấy M7 dạ. Rồi nhanh tay nha mọi người, chị Nhung Nguyễn M7 dạ. Đây, cái viên của nó nè mọi người. Em đem về rồi mọi người ơi, nhưng mà tại vì là các chị nhìn nè, cái hộp của nó nè. Đó. Cái viên của nó đây nè. Em mang về rồi nhưng mà tại vì là em bị thất lạc hành lý, từ đây tới chiều là sẽ có hành lý của em. Da mụn da gì cũng xài được cái viên này, mà em nói cái viên này thoa vô một cái mấy chị ơi. Đây nè mấy chị nhìn cái da em. Em qua bên Canada là da em nó rất là khô nha, mà khi mà em xài cái này sướng lắm. Dạ. Đúng rồi chị Kim Ngân, chị xài cái này vô rồi chị muốn xài kem gì cũng được hết, mà nó mướt cái da của mình mà nó đã lắm chị ơi. Trời ơi, em nói cái K1, K2 là em về Việt Nam là em không có giảm nữa rồi. Tại vì giảm hoài làm sao mà được. Trời ơi, chị Ngọc Đợi Nguyễn lấy M7 dạ, chị Linh Trần lấy M7 dạ. Dạ, M7 là viên đan Elizabeth á. Dạ, cái viên của nó màu hồng hồng. Dạ, đúng màu trắng hồng á. Chị Nguyễn Điệp lấy M7 dạ. M7 chỉ có thể... M7 chỉ bôi một loại, có cần loại gì không? Chị chỉ xài cái M7 này đi, tại vì cái M7 này là em mang từ Canada về và chỉ có Canada mới có. Chị Nguyễn Điệp lấy M7 dạ, chị Kim Duyên M7 dạ. Chị Du Chen Chen là lấy thêm một cái M7 nữa là 2 M7, chị chốt 2 cái thôi nha. Chờ cho người ta chốt với. Hôm nay em cho các chị chốt tối đa là 2 M7 thôi nha. Chị Thúy Hương Võ M7 dạ. Một hũ là 950 nha mọi người. Chị Tu Yến là lấy M7 dạ. Dạ M7 là 950, nhưng mà nếu em có cái hộp đó trong tay, em danh dự với các chị luôn nè, 1,2 triệu một hộp. Dạ mua được thì mua, không mua được thì thôi. Chỉ có trong live này em đang chơi game với mọi người, em mới chốt cho mọi người. Dạ cái M7 này là coi như là 950. Chị ơi. Dạ. Mỹ Duyên ơi, nếu mà em bị nám á là em phải xài thêm cái M2. Cái K1, K2 nó chỉ bay nắm nhẹ thôi. Còn nắm nặng là em xài K1, K2. À, em nắm nặng là em xài thêm một cái M2 vô phụ với chị nữa nha Mỹ Duyên nha, để nó bay cái nám của em. Dạ, chị Thọ Trần là lấy M7 dạ, chừng nào mình nắm nhẹ thì mình mới xài cái K1, K2. Và khi mà mình xài K1, K2, bắt đầu nó từ từ nó sẽ bung ra cái lớp nám đó luôn, chứ không phải là mình làm liền được nữa. Thế thì mình mới xài 1 tuần, 2 tuần chưa bay đâu em nha. Mình xài để cho nó bung cái nám đó ra, mình phải có duy trì nha. Rồi, da chị nám khô thô là chị xài cái M2. Dù chị xài cái viên chất dưỡng nhan này nhưng chị vẫn phải xài cái M2 để trị nám. Cathy Trang Trang là lấy M7 dạ. Cái M7 là mình có nhiêu hộp rồi cưng? Em còn có 43 hộp M7 thôi nha mấy chị ơi. Dạ đúng 43 hộp M7 nữa là hết luôn rồi nha. Dạ là coi như là hành lý về là chỉ để chia cho mọi người thôi. Đúng 43 hộp M7 nữa thôi, 950 nha mọi người, nhanh tay hết hàng nha. Viên dưỡng nhan Elizabeth. Dạ cái viên này sướng lắm. Em nói mấy chị xài rồi mấy chị mới thấy trời ơi sao nó đã đến như vậy. Thoa vô một cái tao nó ngủ một giấc tới sáng không nhận ra cái da mặt luôn. Chùi 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 động trời lắm. Chị Nguyễn Ngọc Thanh lấy M7 dạ. Còn 40 dạ, xếp Đặng Phương Mai lấy 2 M7 còn đúng 40 nha mọi người. Dạ. Mọi người ơi mua M2 xài thêm để trị nám đỉnh lắm nha. Cảm ơn Khánh Vi. Dạ chị Quỳnh Nhi lấy M7 còn có 39. M7 chị Ngọc Bi Nguyễn xài chừng vài viên thôi là chị thấy cái da chị liền. Em xài có một viên đầu thôi đó chị, là em chạy đi mua liền đó chị. Mà chị biết là em mua chỉ đem về được có 100 thôi, chỉ còn có 30 thôi. Dạ chỉ còn có 39 hộp nữa thôi hết hàng rồi. Dạ khách chốt hết trơn rồi đó chị. Và em chỉ về có một đợt viên dưỡng nhan Elizabeth này thôi, tại vì cái hàng này là nó là gốc xuất xứ của nó là từ Italy và chỉ có trong livestream này là coi như là em mang về. Dạ không, không bao giờ đâu Khánh Vy ơi, không bao giờ đâu em. 1,2 triệu M7 của chị đó. Chị Nguyễn Thị Thảo Kim lấy M7 dạ. Chị Hoàng Long là lấy 2 M7 luôn. Dạ còn đúng 35 cái M7 nữa hết luôn. 35 M7 nữa hết hàng. 35 M7 nữa. Rồi ok thôi bây giờ hôm nay ngày đầu tiên. Chết rồi, em đã nói là khi em về đến Việt Nam rồi là em không có sale K1, K2 nữa luôn á. Dạ tại sao trong lúc em sale ở bên Canada thì mọi người không mua? Dạ em vẫn xài M2 được chứ Mi Duyên. Tại vì nếu em muốn trị nám mà nắm mặt em mà nắm nặng á, dạ là em phải xài cái M2. Sale M2 đi, trời ơi, chết rồi. Dạ sếp Đặng Phương Mai lấy M7 dạ. Dạ sếp em nghe rõ. Em chỉ còn có 35 M7 thôi. Chị Anh Nguyễn lập thêm một cái M7 dạ. Tại vì cái viên M7 này á là em không có thấy hàng luôn á. Tức là nó trên thế giới này chỉ đặc biệt có Canada là có cái viên này. Nó là viên dưỡng nhan Elizabeth. Và các chị biết khi mà thoa vô là cái độ căng bóng của nó là bậc đỉnh luôn. Nó căng cơ da lắm mấy chị.
và đặc biệt là nó hỗn hợp vào cái da của mình. Thứ nhất là xe khít những cái lỗ chân lông nè. Bộ K1 K2 mới chất cây mới xài ok lắm luôn chị. Dạ cảm ơn. Bắn tàn nhang bị thâm. Dạ bắn tàn nhang mà bị thâm xài bộ K1 K2 cho em. Tin ơi, gửi cho chị Loan Ánh Loan một cái hộp thuốc tê tay tê chân. Dạ rồi, em xài hai hộp rồi, bây giờ mua thêm dự trữ. Cảm ơn Khánh Vi. Đi đâu vậy con? Rồi ok nha mọi người nha. Giống ma rách để sợ không? Dày không nhận ra luôn. Tôi đẻ ra đâu có đen dữ thần gì đâu. Tôi đi có 10 ngày trời về mà tao đen mà không nhận ra luôn. Quá trời đen rồi. Rồi đồ tôi lấy mặt hoài gầu ghê vậy đó. Dạ. Rồi K1 K2 sáng là mình dùng K1, tối là mình xài K2 nha mọi người. Em đi mới có 10 ngày về là em giống như em đẻ ra cục sình đó mọi người. Chứ không phải là em đẻ ra beo la. Em đẻ ra cục sình nắng thành em bé đó mọi người biết không? Trời ơi. Chân đau, cô cần tôi hỏi con chân đau còn đi đâu kìa. Trời ơi, cô cần tôi ơi, ở nhà đi bơi đi ơi, gì không biết nữa. Mà mẹ thì bán chống nắng, không lấy chống nắng cho nhỏ xài. Em về em tưởng tượng em đẻ cục sình đó mọi người, xong rồi nắng lên thành bà beo la đó. Quá trời đen rồi. Bánh gì? Trời ơi, mua bánh trắng sô-cô-la đó. Trời ơi, mua rải đầy trong vali, không biết về còn cái nào. Rồi mọi người ơi, nhanh tay, chỉ còn có 30 cái viên Elizabeth thôi nha. Đúng không chồng? Còn 30 viên Elizabeth thôi nha. Đó, mọi người nhanh tay. Tại vì là cái viên Elizabeth này là trong live stream này là tin chơi game với mọi người. Còn nếu mà ra live rồi thôi ok, hôm nay em sẽ sell cho mọi người cái K1, K2 một cái ha. Dạ thì thôi mọi người ráng tranh thủ chốt nha. Hôm nay là ngày đầu tiên em về. Dạ chia sẻ like lên giùm em đi. Share like giùm em 600 đi. Em sell cái AK1, K2 cho mọi người chốt. Yeah, share like ok. Hello. 588. Dạ, yeah, 600 em sell cho mỗi 593. Yeah, good job. Dạ, em chào chị Đông. Dạ, 597 rồi. Dạ, 6 không? Số 6 tình yêu 598. Dạ, M7 bao nhiêu? Dạ, M7 là 950. Chị Trần Mỹ Lệ chỉ còn có 30 thôi. 30 rồi, ok, 600. M2 sell luôn chị ơi. Ok, rồi thôi, bây giờ sell trước cho cái K1, K2 nha. Dạ, bán gì 593? Dạ không phải, em đang đếm số lượng người xem á. Dạ, rồi bây giờ em sẽ sell cho bộ K1, K2 thần thánh này ha. Đó, bây giờ em sell. Mẹ đâu có biết. Bộ K1, K2 này em sẽ sell cho mọi người á. Dạ, em sell cho mọi người là 1 triệu. 50% 1 triệu bộ K1, K2 rồi. Mấy chị chốt đi. Đây là phiên bản mới nha. Bộ K1, K2 thần thánh phiên bản mới. Thay đổi hoàn toàn cái làn da của mình. Dạ bộ K1, K2 này em để lại Canada cho chị hai em luôn rồi. Đóng cửa cho mẹ con. Nhanh tay comment. Dạ mọi người chia sẻ lên nữa. Mọi người share nữa. Em cho sale M2 luôn. Dạ rồi chị Hoàng Long, một bộ em chỉ cho mấy chị chốt 200 bộ nha. 200 bộ bữa nay thôi. Dạ đúng rồi, đây là hàng mới. Dạ chị Đặng Hai lấy một bộ. Dạ chị Giáp Quỳnh ơi, chị có biết bộ này là một bộ thay đổi hoàn toàn cái làn da của mình. Dạ dạ, cái bộ mới này em hài hòa không đỏ luôn nha chị Nhung, chị Phạm Hân nha, chị Ngô Vân lấy một bộ. Dạ thay đổi hoàn toàn cục diện da, tái tạo thay đổi mô da và hầu như xử lý toàn bộ những vấn đề như là sạm, nám nhẹ, thâm, mụn, tàn nhang và xử lý luôn cả những cái da không trắng, không trẻ quá, không điều màu, rối loạn sắc tố. Chốt liền một bộ. Dạ phiên bản mới đã lắm chị Nguyễn Hồng ơi, cầm chia sẻ liền. Chị Thảo Ly một bộ. Dạ chị Ngọc Phiếu một bộ. Dạ hôm nay xài có một cái hai nay da đẹp. Cảm ơn chị Hồng Sen. Chị ô cho chị Hồng Sen có chữ bơm hàng vậy. Chị Ngô Vân một bộ. Dạ chị Nguyễn Thị Kim Hương một bộ. Dạ chị Lê Bạch Yến hai bộ. Dạ chị Nguyễn Hương 2K1. Dạ chị Trang Ngọc một bộ. Dạ chị Mai Lâm một bộ. Dạ chị Trang Ngọc một bộ cho em xin số điện thoại nha. Dạ K1 K2 mới chất kem xài mịn trắng ok lắm. Dạ hàng mới là đặc biệt lắm. K1 K2 là ngày và đêm luôn. Dạ chị Trần Phương một bộ của em sale 50% đó. Một ngày hôm nay nữa thôi nha. Một ngày hôm nay nữa thôi. Em từ Canada em về em chỉ sale một ngày hôm nay nữa thôi nha mấy chế nhà. Không sale nữa dứt khoát. Viên Elizabeth mình cắt ra mình thoa mặt. Trời ơi tôi nói nè, mấy bà thoa xong mấy bà xài K1 K2 vô đi rồi mấy bà xỉu. Chị Trần Việt lấy một bộ. Dạ trời ơi Hoàng Long, em chốt bộ K1 K2 với lại em chốt cái viên Elizabeth M7 liền. Trời ơi viên Elizabeth đã lắm. Chị Tiết Oanh Nguyễn lấy một bộ. Dạ chị Nguyễn Quỳnh hai bộ. Dạ hôm nay K1 K2 sale 50% nha mấy chế nha. Chị Đặng Hải một bộ. Dạ chị Ly Ăn Trần M7 rồi. Chị ô
ô Lưu Nguyễn mời bà một bộ dạ, chị Quanh Quỳnh một bộ dạ, em chỉ chốt cho mấy chị 200 bộ, mấy chị nhanh tay nha. Chị Ánh Vân một bộ dạ, chị Nguyễn Ngọc Thanh một bộ dạ, mờ 7-950. Chị Giang Phạm, chị Giang Phạm là chốt sao vậy? K12 lọ, K21 lọ là sao? Không hiểu. Dạ. K12 lọ, K21 lọ. Chị Giang Phạm lấy K1 hay lọ chị, chốt chẳng. Chị ơi chị phải chốt chẳng nha, chị chốt lẻ là không có có được sale đâu, chị chốt lẻ là tới 750 một hộp lận. Dạ da nào xài cũng được chị Đỗ Liễu Thu ơi, đã lắm. Dạ em đang sale 1 triệu. Dạ chị Anh Nguyễn một bộ dạ, đúng rồi, K1 K2 vừa mới xài hơi đỏ nhưng mà sao là trắng mịn, vừa mới xài thì mấy chị thấy như vậy mà xài đã lắm, nhưng mà cái bộ phiên bản mới này nó sẽ giảm cái độ đỏ cho mấy chị. Chị Nguyễn Quỳnh lấy một bộ dạ. Dạ chị Đặng Phương xếp Đặng Phương Mai thêm một cái M7 dạ, em chỉ còn đúng 29 cái M7 thôi nha mọi người nha. Dạ cái viên Elizabeth chỉ còn 29 hộp thôi. M7 chị Phan Tấn Thanh chốt lẹ lên. Dạ chị Ngọc Loan Hoàng Thị chốt lẹ lên, tại vì cái viên Elizabeth M7 là hiện tại bây giờ em đang bị thất lạc hành lý, chỉ còn 29 hộp thôi, hết hàng rồi nha mấy chị nha. Dạ chị Trịnh Tuấn Vĩ lấy một bộ dạ, bữa nay em sale 50%. Chị Giang Phạm là 2 bộ dạ, chị Thúy Hương Võ một bộ dạ, chị Hồ Kim Anh một bộ dạ, chị Mai Nguyễn 2K2 dạ. Trời ơi chị Đặng Hải ơi, em là da dầu nè chị, mà chị nhìn cái da em đã không? Dạ em mới vừa về tới luôn. Chị Phan Thị Anh Thư K1 K2 bữa nay tin sale dạ còn 1 triệu 50%. Mọi người nhanh tay, em chỉ sale một like này, đừng ép em sale nữa. Em đã nói em không sale nữa đâu, tại vì sale quyết rồi, hầu như là không có hàng bán mà để mà dạ bù lỗ luôn á, sale quá trời rồi. Cho nên em đã nói là khi em về Việt Nam thì rất là nhiều mặt hàng em sẽ không sale cái K1, K2 nữa. Rồi hôm nay là cái ngày đầu tiên em về Việt Nam thì em sẽ sale cho mấy chị một ngày hôm nay nữa bộ K1, K2 này với giá 1 triệu 50%. Mọi người nhanh tay chốt, rồi xong là sau này em sẽ không sale nữa đâu nha. K1, K2 bữa nay là sale 50%. Chị Mai Nguyễn lấy 2 hộp K2 dạ, Lâm Trúc lấy M7 dạ, chị Ngân Trần lấy 1 bộ dạ. Em đừng chốt một hộp, Phan Thị Anh Thư, cái này chị nói thật lòng, em chốt một hộp là 750 rồi. Em bỏ thêm 250 ra là em chốt được 2 hộp. Dạ M7 là cái hộp mà Elizabeth đó. Dạ. Rồi. Chị Ngọc Bô Nguyễn lấy 1 bộ dạ. Chị Trâm Lê lấy 1 bộ dạ. Tinh chất mới của mình là gì vậy em? Dạ cái tinh chất mới của mình là M7 á chị Ngọc Phiến. M7. Dạ mấy đứa theo dõi bấm xóa những cái comment không ok nha. Chị Lê Nguyễn lấy 2 bộ dạ. Chị Phan Thị Hiền lấy 1 bộ dạ. Thấy không? Rồi ok. M7 bao nhiêu? Dạ M7 bữa nay tin sale. M7 là bữa nay là cái hàng này đáng lý ra là em về là 1,2 triệu đó mọi người. Nhưng mà tại vì em đang chơi game với mọi người và bây giờ chỉ còn có 20 mấy hộp M7 thôi. Nó là viên nang dưỡng nhan Elizabeth. Dạ 16-15 tuổi vẫn xài được viên nang này, và đặc biệt chỉ có Canada mới có, và gốc xuất xứ của nó là Italy. Và chỉ còn 29 hộp thôi. Dạ đâu rồi cái mẫu hồi nãy của chị đâu mất rồi. Dạ vì tại vì em bị lạc hành lý, lần đầu tiên động trời trong cuộc đời em, lần đầu tiên là chỉ có làm 3 cái vali em là lạc hết. Hiện tại bây giờ là em không có một cái gì hết. Chị Linh Nguyễn lấy 1 bộ dạ. Chị Quanh Nguyễn cho số điện thoại dạ, cho nên em chơi game với mọi người. Chị bị nám vẫn dùng K1, K2 được nha chị Nương Nương nha. Chị Minh Trúc lấy 1 bộ dạ. Chị Linh Nguyễn lấy luôn 1 bộ dạ. Rồi, chị Châu Phương Vũ lấy M7 dạ, M7 chỉ còn có 20 mấy cái. Chị Lưu Tiết qua là lấy M7 và bộ K1, K2 đã quá. Chị Dược Nguyễn lấy 1 bộ K1, K2 dạ. Chị Ngọc Phiến lấy M7 dạ. Đây nè mọi người, cái viên này nè tin mang về nè các chị ơi. Dạ bây giờ là hiện tại giờ là nó đã nằm ở sân bay rồi, tức là bây giờ nó đang ở đâu đó. Hello bé Châu Út mới về, nó đang lơ bơ ở đâu đó. Dạ một lát chiều là em sẽ từ đây đến chiều hoặc là tối thì sẽ ra sân bay lấy về 3 cái vali bị thất lạc. Nhưng mà bây giờ em chốt luôn cho mọi người luôn, để về là đưa đi liền. Chỉ còn 20 mấy cái M7 này thôi. Và M7 này là viên, dạ M7 này là viên nang. Nó là viên gì? Dạ viên dưỡng nhan Elizabeth. Nói về cái độ căng bóng và độ xóa nhăn trẻ quá là không ai bằng luôn. Và đặc biệt là hàng này là hàng rất được chuộng, mà hầu như là trên thế giới mà chỉ có Canada hiện tại bây giờ có thôi mọi người ơi, đã lắm. Chị bắt đầu chốt tiếp nha. Dạ mỹ phẩm Bình Tinh lúc nào cũng ok, cảm ơn chị Trang Hồng Quế Quý. Dạ chị Mai Minh Trọng lấy 1 bộ dạ, chị Nguyễn Huệ lấy 1 bộ dạ. Chị Lan Ngọc Lan, chị mua 2 bộ rồi, hôm nay chị mua thêm 2 đêm. Dạ được chị lấy 2K2 được. Chị Mickey 1 bộ dạ, chị Trần Thị Thùy Trâm 1 bộ dạ.
Dạ đúng rồi chị Bảo Ngọc, khi mà mình xài sáng hẳn da lên nhưng mà nó tái tạo á, cho nên mình cảm giác chăm chích đó, chứ phải là rát da. Nhớ xài mỏng kem che nha chị Bảo Ngọc nha. Chị Mai Minh Trọng lấy một bộ, dạ đúng rồi nương nương, K1 K2 bữa nay sale 1 triệu 2 hộp. Chị Ngân Trần chốt bộ K1 K2, dạ chị Mai Lâm M7 là 950. Chị Kiều Kiều một bộ, dạ M7 chỉ còn có 20 mấy thôi. Kiều Kiều cho tin số điện thoại nha. Chị Lulu Lê, K1 K2 là một bộ kem độc quyền của Tinh Nhã Vũ, lấy 2 bộ. Mọi người thấy chị Kim Ngọc Huyên lấy 2 M7, dạ chính xác mình còn bao nhiêu M7 kia, 26. Em có 25 hộp M7 nữa thôi nha mọi người, 25 hộp M7 nữa thôi. Dạ Viên Nang, dạ Elizabeth chỉ còn 25 hộp nữa thôi, hết hàng. Chị Đinh Thắm lấy một bộ, dạ Quả Mi lấy một bộ K1 K2, dạ. Rồi chị Sơn Lê lấy một bộ K1 K2, mới chị thấy khách chốt cùng. Em chỉ chốt 200 bộ K1 K2 ngày hôm nay thôi nha. Dạ cái loại mới này là hạn chế vấn đề đỏ luôn. Chị Trần Thanh Liêm lấy M7, dạ. Rồi vài bên em giờ nghỉ đi spa luôn. Đúng rồi chị Ngọc Phiến, nghỉ đi spa luôn. Dạ M7 là bây giờ còn 24 thôi nha các chị, 24 hộp M7 Viên Nang Elizabeth. Chị Quỳnh, bé Quỳnh Như ơi, tức là cái này á chị Quỳnh Như là mình dùng để mà mỗi một ngày mình cắt ra, mình thoa vô trong mặt của mình, nó là 90 viên nha cả nhà. 90 hay là 60 ta, quên mất tiêu rồi. 90 hay là 60, để em coi kỹ lại cái nha mọi người. 90 hay là 60 viên, mà tính lại là hình như là 60 viên. Nó là 60 viên chứ phải 90 viên. 60 viên mà một ngày á là mình sẽ lấy một viên mình thoa lên trên mặt mình. Mà các chị nhớ nè, các chị chỉ cần 2-3 ngày các chị hãy thoa một viên, chứ không cần một ngày nữa. Dạ em nhớ cái hộp của em là 60 viên. Đúng rồi 60 viên. Mà các chị biết là cái chất này là một cái chất dưỡng nhan, tức là nó nuôi cái da của mình, nó nuôi hộp da của mình. Và khi các chị xài kem xài đồ qua cái lớp dưỡng nhan nuôi này, nó sẽ cân bằng cái độ sáng và cái độ mà đều da cho mình luôn. Dạ nó căng bóng cơ da, nó trẻ hóa da. Khi mà các chị thoa cái này, các chị ngủ một giấc tới sáng, các chị sẽ bật tông sáng cái mặt của mình lên liền luôn. Đó là cái chất dưỡng nhan Elizabeth này. Và đặc biệt là những cái da nào mà da giống như là bị lão hóa da nè ha, bị chảy xệ và da không được cân bằng về cái độ ẩm, và nhìn cái da của mình nó không có sức sống, nó không hồng hào á, xài cái viên nang Elizabeth này vô cái da đẹp cực kỳ. Dạ không rửa luôn Quỳnh Như, để luôn cho nó thấm vô da luôn, không rửa. Trời ơi nó đẹp lắm mấy chị, em xài bên bển mà em khoái, mấy em mới chạy em đi mua. Và không có hàng để mình mua nhiều nha mấy chị. Em chỉ vớt vát quá 2-3 chỗ luôn là gom lại hết là còn được có 100 hộp. Và bây giờ chỉ còn đúng 25 cái M7 thôi. Dạ mấy chị xài cái này rồi, em nói thiệt mấy chị sẽ bắt em đi kiếm mua mà không có nữa đâu. Chỉ đặc biệt Canada có thôi. Dạ chị Kiều Kiều lấy một bộ, dạ. Chị Hoành Lương bị nám vẫn xài được K1 K2, nhưng mà nám nhẹ thôi nha, nắm nặng là xài không được, nắm nặng phải thêm M2. Chị Bella Linh lấy một bộ, dạ. Dạ đây là bộ K1 K2 đang nằm ở phiên bản mới luôn. Dạ chị Nương Nương lấy một bộ K1 K2, sáng chị xài K1 chữ N, tối chị xài K2 chữ H, mà chị xài mỏng kem cho em là đẹp rồi. Chị Yến Hồng, Yến Hồng lấy, dạ đây nó nè. Chị Lu Lê thêm một bộ K1 K2, dạ. Chị Lan Ngọc Lan hai đêm là 2 K2, dạ đúng rồi. Dạ chốt cho chị Lê Bạch Yến một cái M7 và 2 bộ K1 K2, dạ. Chị lấy thêm một K2 nữa, dạ không, tức là chị lấy một hộp là phải 750, cho nên em khuyến khích chị lấy 2 hộp nha. Dạ chị Trương Diễm lấy một cái kẹo ho, và dạ, chị Diệu Trang lấy M7, dạ. Trang Ngọc, trời ơi chị vừa đặt 1K1K2, điện thoại kêu cọc tiền, giả mạo nha chị. Dạ cái đó là giả mạo nha, không có cọc gì hết nha. Dạ M7 là nếu mà có ở đây của em á. Con để tổng cho mẹ 60 viên. Dạ. Nếu mà có ở đây á là em bảo đảm với mọi người là 1,2 triệu mấy chị mua được thì mua, không mua được một thôi, mà em nói là cháy liền luôn. Nhưng mà tại vì là em bị thất lạc hành lý cho nên là chiều nay hoặc tối nay thì nó mới về, thì là em bung ra đi luôn, chỉ còn 25 thôi. Dạ 25 hộp, chị Thu Trinh Quỳnh lấy M7, dạ. Cho chị Yến Hồng, Yến Hồng một cái M7 luôn, dạ. Chị Thùy Trang lấy một bộ, dạ. Chị Hoành Lương lấy một cái M7. K1 K2 xài chung kem trắng mình tinh vô tư, chị qua hướng dương. Dạ M7 thoa nha chị. Trời ơi, chị Vương Thị Thu Loan, em không có ở đây em mới chơi game đó, em mới giảm cho các chị 250 đó, chứ nếu em có là 1,2 triệu đó chị. Trời ơi em nói nó đã lắm. Dạ giả mạo á chị My ơi, chị My đừng có nghe nha. Khánh An lấy 2 M7, dạ. Chị Nguyễn Thuận Lợi M7 là 950, vậy là mình còn bao nhiêu M7 vậy mà? 19. Em còn có 19 hộp M7 rồi, bắt đầu đếm ngược nha. 19 hộp M7 Viên Nang Elizabeth Canada không còn hàng luôn. Chị Châu Ngọc lấy M7 còn 18. Dạ chị Trần Hương chốt M7 đi chị, Viên Nang Elizabeth mà em đăng trên trang Bella Shop đó. Trời ơi em nói mấy chị mà thoa cái viên đó như mấy chị xài ảo thuật vậy đó.
mấy chị mướt cái da mà mấy chị đã lắm mà nó xử lý cái độ da của mấy chị. Trời, mấy chị biết hàng gốc xuất xứ từ Italy đâu phải là dạng vừa đâu mấy chị. Hiếm lắm luôn, mà chỉ có Canada mới có. Chị Văn Phạm là lấy M7 dạ. Chỉ còn 15 M7 thôi nha. Bắt đầu đếm ngược nha mọi người. Chị cơ khí thủy lực M7 còn 14. Bắt đầu đếm ngược lấy cả nhà nha. Dạ, là coi như là nếu mà hành lý của em mà nó lạc luôn là em cắn lưỡi với mấy chế luôn. Dạ, không còn một cái gì lần đầu tiên trong cuộc đời em. Em thiệt, em đi nước ngoài giống như đi chợ. Mà lần đầu tiên, hello Bích Liên, Út mới vừa về tới. Lần đầu tiên mà em bị lạc hết tất cả vali. Chị Phương Ánh Mai lấy M7 dạ. Chị Minh Thu Hải Sản lấy M7 dạ. Vậy là còn 10 M7. Dạ, còn 13 hộp M7 hết luôn. 13 hộp M7 là cháy sạch luôn M7 rồi cả nhà ơi. Ok, em mới đặt cho một cái hai mà kêu chuyển khoản là giả mạo. Tại vì Thảo Ly biết sao không? Họ đâu có hàng này của chị họ giao. Họ không có hàng này cho nên họ dụ mọi người kêu mọi người chuyển khoản. Không chuyển khoản nha mọi người. Em không có cọc trước nha. Rồi, M7 là 950. Chị Trần Hương chốt M7 giả còn 12. Dạ. Dạ cảm ơn Tiến Minh. M7 bao nhiêu? Dạ M7 là 950 nha mọi người. Nhanh tay, tuần trước mua M7 cũng thôi. Dạ, cái này cái thoa này nó rất là đã. Dạ chị Tiếp Nguyễn mà bị tàn nhang, chị mua cái M7 đi. Mấy anh chị mà mấy cô chú mà người Tây ở bên Canada luôn, người ta vẫn xài cái đó để người ta trị tàn nhang luôn á. M7 xài chung với K1K2 vô tư. Hữu Thái M7 là chị mang từ Canada về á, viên nang và viên dưỡng nhang á. Dạ chị Quyền Trân Dương lấy một bộ K1K2 dạ. Dạ vẫn được chị Đinh Thắm ơi, em chỉ còn có 10 hộp M7 thôi nha mọi người. Chất kem K1K2 tinh thay đổi, chị Yến Hồng mình phải thay đổi để nó càng ngày càng đẹp hơn nữa. Dạ đúng rồi chị Hồng Thắm, chị xài mà nó đỏ là nó đã ăn cái da chị. Nhưng mà nếu mà chị không muốn đỏ ha, chị ngưng 3-4 ngày nó hết đỏ xong, cái chị xài một lớp mỏng K1 tối, một lớp mỏng K2 mỏng là hết luôn. Hữu Thái lấy một cái M7 ok cục cưng. Chị Ngọc Bích Đoan 2 M7 dạ. Chị Hạnh Nguyễn M7 dạ. Chị Tiếp Nguyễn M7 dạ. Còn bao nhiêu M7 không? 8 hộp đúng hết ha. Hết hàng. Chị Đinh Thắm M7 còn 7 hộp. Em chỉ đem về đúng 100 hộp thôi à, cho nên em không chốt dư được. Còn 7 hộp M7 nha mọi người. Hết hàng. Rồi, bao nhiêu bộ K1, K2 rồi cơ? 50. Dạ rồi, mọi người ơi, nhanh tay nha. K1, K2, em nhanh tay giùm em nha. Bữa nay em xem. Chị Trịnh Hoàng Long lấy một cái kẹo ho. Dạ, Khánh Vi ơi, 60 viên chứ phải 90 viên nha Khánh Vi. 60 viên là mình xài 2 tháng. 2 tháng. Nắng nhẹ dùng K1, K2 dùm em. Chị Mai Lê lấy một bộ. Hôm nay là like cuối. Em xin thưa rõ ràng luôn nha. Hôm nay là like cuối, em sell K1, K2 1 triệu. Mấy chị nhớ dùm em. Chị Lam Ngọc em không có nói mà 2-3 lời nữa đâu nha. Nói hoài ghét người. Tao coi mình không ra gì á. Dạ, chị Lam Ngọc lấy một bộ K1, K2 dạ. Không sell nữa. M7 là 950. Chị Du Trên Chen ơi, tin đây. Chị Thúy Phương lấy M7 dạ. Chị rắc bùi, chị xài nó như thế nào chị? Tức là nó hơi ống cái da đúng không? Tại vì nó tái tạo á. Cô rắc bùi xài sao vậy con? Chị Thúy Phương lấy M7 dạ. Dạ loa có, loa còn. Chị Mụi Ngọc Phan lấy M2 em chưa có sell. M2 em chưa có sell nha. Chị Lê Mỹ Dung lấy bộ K1, K2. Để con like xong đi rồi con hỏi bé Thông coi vấn đề của cô rắc bùi sao nha. Chị Khánh An lấy 2K2 dạ. Chị An Nguyễn lấy bộ K1, K2 dạ. Một viên là xài một lần, nhưng mà cũng có người một viên người ta xài hai lần luôn Khánh Vi. Tức là tại vì cái viên của nó cũng nhiều chất lắm. Nó nhiều chất nha, cho nên thí dụ mà em xài lên mặt em có thể tiết kiệm. Một viên em xài hai lần luôn là em xài được 4 tháng. Trời ơi, đã lắm. K1, K2 chốt chị Giang Lê một bộ luôn. Dạ. Tại vì chị biết sao không, chị xài mỏng kem lại giùm em. Bây giờ trước mắt nè, bây giờ chị Lắp Bùi đang nói chuyện với em nha. Chị Lắp Bùi ngưng cho em 5 ngày. Xong chị xài giùm em buổi sáng một lớp mỏng K1, tối một lớp mỏng K2. Em nói sau này cái mặt của chị đẹp rồi á, em không cần chị cảm ơn em luôn. Nhưng mà tại vì chị xài nhiều á thì bắt đầu nó tái tạo da mà, thì nó sẽ làm cho da của mình nó có cảm giác giống như là nóng cái da mặt của mình á. Nhưng mà thực chất là cái này nó vô cùng đẹp luôn. Và chị xài mỏng kem cho em thôi. Đó, thì có gì chị Lắp Bùi cứ xài như vậy nha. Mà nếu như vẫn còn cái cảm giác đó thì em sẽ xử lý cho chị. Dạ yên tâm, em về Việt Nam rồi, đừng lo. Dạ. Rồi, K1, K2 là dạ không, nó là bộ phiên bản mới của bộ K1, K2 cũ. Nhưng mà em thay chất kem hết. Em thay chất kem hết cho nó đẹp hơn nữa. Chị Văn Võ lấy một bộ dạ. Chị Du Trên Trên ai gọi cho chị? Bây giờ em đang live stream là không có ai làm việc hết trơn á. Cái người gọi cho chị là giả mạo nghe. Chị Nga Võ lấy M7 dạ.
Xeo mờ hai đi chị, trời ơi xeo hoài. Dạ chị, dạ bây giờ em đang làm việc, em đang live làm sao em xem tin chị được đó. Nhưng mà chị nhớ là trong lúc em đang live stream là Zalo á mà để tên Bình Tinh hay là Bella Shop là giả mạo, mấy chị nhớ kỹ giùm em. Hello bé An Kỳ, K1K2 bữa nay em giảm 1 triệu. Dạ em giảm 50% chỉ một like này thôi nha, là em không giảm nữa mọi người nhanh tay. Dạ mọi người nhanh tay lẹ làng giùm em không giảm nữa, cho nên là mọi người phải nhanh tay lên giùm em đó. Rồi chốt giùm em nha, kiểm tra đơn giùm chị Thư Phương. Rồi ok, gửi thêm cho chị Loan Ánh Loan một bộ K1K2 và một cái tê tay tê chân, một ngày uống giùm em 2 viên nghe chị yêu. Lấy cho chị một cái tế bào chết chứ sữa A2, bây giờ sữa A2 đang cháy hàng. Chị Nguyễn Thuận Lợi ơi, chị Diễn Phan lấy một bộ K1K2 giả. Dạ. Chị Mụi Ngọc Phan K1 hai hũ giả. Dạ. K1K2 hôm nay là like cuối là 1 triệu nghe mấy bà chế yêu, mua để dành nghe. Chị Tuấn Anh Tony lấy một bộ giả. Dạ. Chị Nguyễn Thoại My lấy một bộ giả. Dạ. Mấy chị biết khách người ta xài mà người ta mê. Dạ rửa mặt đợi em chút xíu. Quạt quýt hôm nay á là cái An Cung quạt quýt trầm hương 30 viên về luôn rồi. Nhưng mà bây giờ em like xong thì em mới chạy đi ra sân bay ngược lại để em coi vali và em lấy hàng. Đó cho nên bây giờ bữa nay ai chốt cái An Cung ngừa đột quỵ tai biến mà 30 viên thì em cho chốt luôn nha. Dạ Loa bữa nay là 1,7 triệu chị Phương Lê ơi. Chị ơi em muốn mua M7 thứ hai chị gửi hàng cho em được không? M7 thứ hai, bữa nay mới có thứ ba hả cưng? Hôm nay thứ năm. Hôm nay thứ năm hả? Được không Châu? Này chị ở tỉnh rồi. Chị Lê Tiến Phát lấy một bộ được, một K2 rồi. Ngân ơi, được, em chúc em comment M7 đi, comment M7 đi Ngân, tại vì gần hết rồi. Dạ. Đúng rồi, tiết bùi khi mà mình xài mà nhiều kem á là da mình nó sẽ hơi đỏ. Cho nên là cái M8 khi mà mình xài vô xong, mình xài K2 bỏng kem giùm tinh. Dạ, vừa mới xài thì nó chưa hết đâu, từ từ nó sẽ bắt đầu nó không còn đỏ nữa luôn. Tại vì khi mà mình đưa cái mà gọi là cái mà kem mà cái kem này nè, dạ phục hồi vô thì nó sẽ không làm đỏ da nữa. Nhưng mà mình phải giống như là dài ngày chứ không phải là làm liền. Đó, chị Cẩm Hằng Lê lấy một bộ dạ, chị Quỳnh Linh lấy một bộ dạ, chị Kim Ngân lấy cái M7 dạ. K1K2 công dụng là gì vậy em? Dạ công dụng là làm đẹp da, tái tạo, thay đổi cục diện da, thay đổi mô da, tất cả luôn. Dạ chị gửi có ký hiệu không chị? Dạ có chứ. Hàng của mình thứ nhất là chị Thảo Ly an tâm là họ sẽ không có hàng mình để họ nhái. Họ chỉ dụ các chị chuyển khoản thôi. Còn nếu họ giao là họ sẽ giao những cái đồ bậy bạ. Cho nên mấy chị mở ra mấy chị kiểm tra hàng không đúng là mấy chị không nhận. Chứ họ không có hàng của mình. Dạ xài M7 buổi tối cũng được. Đinh Thắm, dạ Bình Dương 3 ngày cho em 3 ngày nha. Rồi để em sell kem nám cho, trời ơi. Dạ chị Thanh Hà, K1K2 sức được bao lâu và chắc là tháng mấy á? Một hộp K1K2 này có người cũng xài được 2 tháng. K1K2 dạ em mới vừa về luôn. Chị Lê Chị Lùng lấy một bộ K1K2 dạ. Nhanh tay nha mọi người ơi. Số điện thoại gọi không được, tụi em nhắn tin chứ không trả lời. Chị Nguyễn Hằng ơi, số điện thoại của chị á, nhân viên không có gọi được. Mà nhân viên nhắn tin chị cũng không trả lời. Rồi làm sao mà giao hàng? Dạ tế bào gốc hôm nay không có hàng chị Giang Lê ơi. Rồi alo em ơi, mẹ chị đang đẹp rồi, dùng tái tạo ốc sên nó hơi bị sạm đúng không chị Trâm Lê? Tại vì khi mà mẹ đổi qua một cái tái tạo thì chắc chắn da nó phải bung chì, nó phải sạm vài ngày à chị. Dạ chị Giang Thị Bích Dân là bộ K1K2 dạ, bộ K1K2 bữa nay em sell 1 triệu. Dạ chị Nguyễn Mộng Thu serum 1 chai dạ, M2 bữa nay là 1 triệu. K1K2 xài cỡ mấy ngày sẽ bị hơi đỏ? Dạ dài ngày là có thể là nó sẽ hơi đỏ, nhưng mà nếu mà mình xài mà mình mỏng kem thì nó cũng sẽ không có cảm giác đỏ. Dạ K1K2 là trắng nha, cái phiên bản mới này là trắng lắm nha mấy chế. K1K2 phiên bản mới này là trắng lắm. Em nói mấy chị mà qua cái giai đoạn đỏ, nếu chị nào mà phải nói là chịu mà qua cái giai đoạn đỏ đó rồi, em nói thật ra mấy bà đẹp như tiên. Bao nhiêu khách trong đây rồi. Bởi vậy cho nên khi nói tới K1K2 là mấy chị thấy khách chốt liên tục, chốt mà bảo luôn là như vậy đó. Ủa K1K2 về chưa? Về rồi. Mới nói về rồi. Hả? Không, thấy sao, mới khó nữa. Dữ vậy đó hả? Chỉ về được có nhiêu đó thôi hả? À, hiện tại bây giờ là mình đang có đây bao nhiêu? Ý là ở đây là bây giờ chú gì thảo cả 500 ở bên đây hết rồi. Dạ. Chị Phát Võ Tân lấy một bộ K1K2 luôn dạ. Chị Yến Hồng lấy một bộ K1K2 dạ. Rồi chị Xuân Đoàn lấy một bộ dạ.
thuốc chống đột quỵ đợi em chút xíu nha. Chống đột quỵ đợi em chút xíu. Rồi, các chị nhanh tay giùm em. Đúng rồi đó, hoa đỏ là da đẹp lắm dạ. Chị cho mẹ dùng K1, K2 đi chị. Tại vì cái K1, K2 này nó sẽ nuôi cái da của mẹ. Khi mà bắt đầu mẹ mình ở cái tuổi mà đâu bắt đầu lão dối quá da rồi, thì nó sẽ nuôi cái da của mẹ luôn. Dạ. Chị Hồng Thấm lấy 2K1. Dạ. Nè gan bữa nay em giảm cho. Bữa nay em tư ở Canada em về. Bữa nay em giảm. Trời ơi, ở bên đó người ta đặt em đem gan qua quá trời luôn mấy chị. Tại vì cái gan này nó tốt quá, cho nên là rất tốt trong thời điểm này luôn. Nhất là bây giờ là đang lan tràn cái vấn đề mà bị, dạ, vấn đề bị bạch cầu, nó giống như Covid gì đó. Và cái nước gan này là nó hỗ trợ được cho mình, để mà giống như là mình không có bị cái trường hợp mà ho này nọ mà ảnh hưởng đến cái vấn đề mà sức khỏe của mình đó. Dạ đợi em chút xíu đi em. Các chị uống nước gan này tốt lắm luôn á mấy chị. Chị Hà, chị Thu Huyền lấy một bộ. Dạ, cho em nghe tới cái bệnh nó sợ quá. Dạ chị Quỳnh Như lấy một bộ. Dạ. Dạ phục hồi K1, K2 có. Chị Bảo Ngọc ơi. Dạ M7 là gì? Dạ M7 là viên Elizabeth. Dạ mình còn bao nhiêu viên Elizabeth vậy cưng? Còn chị 3. Diệu Trang lấy một. Còn có 3 viên Elizabeth M7 hết hàng rồi mọi người ơi. Dạ em về Việt Nam rồi. Dạ chị cảm ơn. Tăng nhan xài M7 ngày đêm cũng được luôn. Dạ được luôn. Chị order combo K1, K2 chị Phước chị Duyên. Dạ chị Phước Duyên cho em xin số điện thoại nha. Trần Quanh cho số điện thoại luôn. Một bộ luôn. Bao nhiêu bộ rồi trong? 70. Dạ. Trời ơi, Hiếu ơi, đã lắm. Em chốt cho mọi người 50 bộ K1, K2 nữa thôi nha. Nhanh tay nha, hết hàng rồi nghe mấy chế ơi. 50 bộ. An Cung Trầm Hương, dạ đợi em chút xíu. An Cung Trầm Hương 30 viên, bữa nay em dìa nè. Dạ, chị Phước Duyên cho số điện thoại. Dạ, tế bào gốc hết hàng rồi chị Muội Ngọc Phan ơi. Sữa rửa mặt, chờ em chút K1, K2 là còn có 50 bộ thôi. Bữa nay em sale, dạ 50% 1 triệu. Dạ, chị Ngọc Long Hoàng Thị, chị hỏi một lát là không còn luôn rồi. Bây giờ chỉ còn có 3 hộp thôi đó, M7 950. Dạ, viên nang Elizabeth từ Canada em đưa về chỉ còn đúng 3 hộp. Hết hàng rồi mấy chế. K1, K2 bữa nay là mẫu mới. Mẫu mới nha mấy chị, đã lắm luôn. Tại vì các chị ơi, không tìm ra một bộ kem nào có thể xử lý cái da cho mấy chị vừa nhanh mà vừa đẹp như vậy. Và không phải là khách dễ mua đâu, mà mấy chị thấy bán đắt như tôm tươi như vậy là vì sao? Khách người ta xài rất nhiều rồi mấy chị, và nó đẹp quá. Cho nên dạ cái này còn hơn mẫu cũ nữa cô Út. Mẫu cũ là 20g, cái này 25g. Dạ mà giá vẫn y mẫu cũ, sướng chưa? Đó, dạ không, em không có bán băng đô chị Nguyễn Kim Duyên ơi. Dạ K1, K2 bữa nay em giảm 50 bộ nữa là 1 triệu. Tế bào gốc hết hàng chị Muội Ngọc Phan ơi. Dạ, phục hồi là 1 triệu. Bữa nay em sale 800 với chị Bảo Ngọc. Chị Hani Nguyễn lấy một cái ăn cung trầm hương 30 viên. Dạ lấy cái hộp cho chị đi, lấy cái mẫu cho chị đi. Dạ, chị Hội Nguyễn lấy bộ K1, K2. Dạ, chị Ngọc Long Hoàng Thị lấy M7. Dạ mọi người ơi, cái ăn cung trầm hương mà 30 viên bây giờ bữa nay em về nè. Nhưng mà bây giờ đợi chút xíu em like xong em ra sân bay em lấy. An Cung Hoạt Huyết Trầm Hương 30 viên luôn. Nó vừa hoạt huyết, nó vừa trầm hương luôn. Cái này là người đột quỵ kinh hồn. Mà em nói thiệt nha mọi người, mà nhai cái này á, dạ mọi người có thể hỗ trợ sức đề kháng của mình để không có bị vấn đề mà mạch cầu, giống như là tế con vi khuẩn mà nó xâm nhập vô cơ thể của mình á. Cái này nó hỗ trợ đề kháng kinh hồn luôn nha các chị. Ai chốt cái này thì bữa nay chốt luôn. Cái giá này là bao nhiêu, sale luôn đi cho. Dạ, cái giá này của em là 1.250.000 nha mấy chị nhở. Bữa nay em sale mấy chị luôn 750.000. Ai chốt thì comment M8 giùm em. An Cung Hoạt Huyết Trầm Hương. Dạ, 30 viên nha mọi người. Một ngày nhai nát nuốt một viên, 30 viên. Bữa nay em về, dạ em chỉ về được có 90 hộp thôi. Em nói mấy chị nhai cái này đi, mấy chị chết hả? Em thua gì cũng thua, khỏi sợ chết. Dạ thì cái này rất hay luôn, nhất là về cái đầu của mình. Và cái này là nó tăng cái sức đề kháng, tại vì cái độ zinc của nó rất là mạnh để tăng sức đề kháng cho mình, ngăn ngừa được vấn đề vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của mình đó mấy chị. Dạ em là bây giờ một ngày là nhai nát viên, một ngày là nhai nát. Dạ không dám mà bắt đầu lại có dịch nữa là sợ nữa rồi. Dạ rồi, ok mọi người ha. K1, K2 là trị nấm nhẹ. Chị Trang Trần là lấy một bộ K1, K2 này. Dạ rồi, em thấy chị Lâm Nguyễn một bộ K1, K2. Dạ, chị Sương Thái M8. Dạ, chị Lâm Nga M8. Dạ, chị Hoàng Long 2 M8. Dạ, rồi chị Ngọc Loan Hoàng Thị M8. Dạ, chị Sương Thu lấy một bộ K1, K2. Dạ, chị Mẫn Nhi lấy 2 M8. Dạ, cái này là 30 viên nha. Chị cần tươi em giảm 750.000. Chị Teresa Bình Minh lấy M8. Dạ, trời ơi, chị Nhung Quỳnh mua liền M8 này cho em rồi. Chị thấy tất cả mọi vấn đề về cái não của chị luôn, tất cả mọi vấn đề về não luôn, cả tiền đình nặng luôn chị.
chị không ngủ được luôn, chị giảm sút trí nhớ luôn. Chị cứ chốt cái này cho em rồi chị thấy. Chị Kim Duyên Đoàn lấy một cái K1, K2. Dạ. 10 viên ngày uống 1 viên, chị Nguyên Võ.